Chào cả nhà ha, chào các bạn ha. Thì hôm nay là ngày trưa 11 giờ chủ nhật rồi, mình đi ra. Mình với anh Leo đi kiếm đồ ăn sáng ha. Thì anh dẫn lại cái nhà hàng của Mexico và Texas ha. Thì ăn những cái món trong đó như thế nào thì lại đó mình quay cho mấy bạn coi ha. Chờ coi ha, ok. Nhà hàng anh Leo anh đồ vô ăn nè. Anh thích ăn chỗ này, ai biết anh khoái ăn thì anh ăn. Mình thì ăn gì cũng được chứ không ăn cũng được. Ăn xong rồi gửi cho mấy bạn coi cái Rainbow. Bữa hổm coi thầy Hiếu thì cái này là cái menu ha. Lại nhà hàng nào nó cũng có cái menu cho mình coi, có cồ siêu phước rồi này kia nọ. Vô bên trong, vô bên trong, bước vô. Ok. Hi. Ở nhà hàng Texas Mexico ha. Bên này ta cho quay không? Đó, bạn khung cảnh trong nhà hàng anh Leo á. Nó giống như mấy cái quán bar. Không cần hỏi luôn, mình thích quay quay không cần chúng ai thôi. Mệt quá hỏi hoài cũng vậy. Cái này là kiểu Mexico rồi. Spanish, dành cho những người Spanish ha. Đó. Trên đó là quầy rượu rồi này kia nữa. Giờ coi menu ha, coi hai đứa ăn gì. Ok. Cô thì nó hay đem ra những cái chip này nè, cho mình ăn với cái này nè, chấm với cái này đó. Leo không biết. You want lunch or breakfast? Mình giờ này mới 11 giờ mấy, mình không thể ào ăn được á. Mình chỉ ăn được cái ấy thôi. Đó, đem ra trước món này, mình kêu xin tố dâu gì được rồi, ăn với cái này là no rồi, dạng kiểu ăn sáng. Còn anh Leo ăn gì kệ, biết uống nó ngon không? Mình chỉ ăn cái này với xin tố dâu là cảm thấy no, không thích ăn thịt nữa đâu, làm biếng ăn quá. Giờ cũng còn sớm. Còn ông xã mình đang mở cái hộp Rainbow ha. Thì bữa hổm mình coi trên kênh của thầy Dương Trung Hiếu thì thầy giới thiệu về cái Gimbal đó. Rồi mình mới gửi cái link qua cho ông xã mua, thì ông xã nói cái loại này thì nhiều người mua ở trên Best Buy hơn. Nhiều người mua ở trên Best Buy hơn. Gimbal chống rung này nha. Trời ơi, mình thiệt á, mình công sức mình quay lại cái clip nó rất là cực khổ ha. Mà nó bị rung rồi mình coi lại mình cũng rất là bực bội, huống chi cái người xem mình ha. Nên mình quyết định là kêu ông xã mình mua ha. Mua cho mình á, mua cái đó với lại cái đèn nữa, là cái này trăm mấy luôn á, cũng không biết ông xã trả tiền á, mình cũng không biết nữa. Mà ông xã ổng cưng lắm, ổng mà mình muốn mua gì là ổng cũng cho, ổng kêu mình mua hết trơn rồi, ổng cho mình mua hết trơn rồi, ổng đó, gỡ ra coi sao ha. Thì sẵn ăn sáng rồi mở cái gimbal này ra luôn ha. Không biết nhạc có bị bản quyền không nữa, mệt ghê, có nhạc vô là thấy mệt. Đó. Đó, coi cái gimbal này coi nó làm sao, chế độ chống rung á. Cái này là khác của cái gimbal của thầy Hiếu mua. Thầy Hiếu mua thì khác hơn. Mà mình thấy mình bắt chước, mình học hỏi, mình thấy ham quá. Tại mình bực bội cái vụ mà quay lại hả, nó bị rung, bị shaky. Để Leo mở ra rồi coi cái gimbal như thế nào. Để Mỹ này được cái là bạn mua đồ, nếu mà không thích thì có thể trả lại trong vòng từng hay nhiêu đó. Cũng chưa trả lần nào, nó cũng không biết mua là xài không. Chưa trả lần nào, nó cũng không biết. Để bữa nào trả rồi mình nói. Đó, cái gimbal nó chỉ vậy thôi. You show. Không, mình phải học coi xài sao, xài như thế nào, đồ này kia nọ ha. Nó điều khiển quay rồi đó. Nó chỉ gimbal vậy thôi. You think this better than the other I sent for you? You must sure about that, you know? You true for me, you say that good and now not good. That not good, you know? What? You must know about that. Eleven. You need to learn about that, have direction.
injection. Anh đọc anh hướng dẫn coi làm sao xài sao. Thơm bắt nhạc bị dính băng quyền quá. Ok, để mình coi cái gimbal này như thế nào. Dayside Dash Fit with S7 Samsung S7. How about my phone not? It will fit. Ok, try thử ha. Phải giữ cái này nè. Mình giữ rồi mình điều khiển qua lại hả ta? Cũng chưa từng làm nó cũng không biết nè. À, yeah, you control and you take a gal. No. Comes with this cord that you can use. Mình với ông xã Leo mình ăn xong rồi ha. Thì mình uống này ăn cái trip thôi. Rồi mình coi cái này đó, mình mở ra mình coi đó. Cái gimbal này á, thì cái yếu điểm nó là nó quá nặng. Nó quá nặng, mình không thể mà mình ghim được. Mình đi du lịch đồ này kia mình ghi lại mà mình ôm mình ghim theo thì không thể nào được. Nên mình nói với ông xã có nghĩa là return, trả lại nó đi, coi lại cái nào coi nó được, nó nhẹ hơn thì mua. Chứ mình thích những cái nhẹ thôi. Cái nhẹ đương nhiên là quay nhiều khi nó rung thì hình ảnh nó không đẹp. Nhưng mà đỡ hơn là mình phải vác nó rất là nặng, mình không có thích. Ok ha. Với ông xã Leo mình ở trong nhà đó. Ăn xong rồi. Tính thì giờ chuẩn bị ra về ha. Thì mình quay lại cho cái cảnh đi ăn ở đây. Và mình khui, mình mở cái gimbal đó ha, chống rung này kia nọ đó. Nhưng mà mình cảm thấy nó nặng quá. Cái tay mình rất là nhỏ mà mình ginh, nếu mà quay cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ thì sao mình mang theo lùm đùm lề đề đó. Dạng nó cho mình mang giống như cái gương vậy nè. Thôi mình chọn cái khác ha, mình không chịu vậy đâu. Giờ ăn xong rồi đi ra ha. Mình đi ra đi gần lát mình sẽ quay lại cho cả nhà mình coi ha. Ây hà, I'm coming. I know. Anh kinh ra ha. Ok, bye bye. Cái clip này là về ăn nhà hàng và coi cái gimbal ha. Hẹn clip sau ha. Bye bye.